Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video hướng dẫn tháo máy điện thoại Philips S398 tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là một chiếc điện thoại S398 được đem đến di động cao cấp.vn để sửa thay màn hình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một video tháo lắp máy điện thoại Philips S398 tại di động cao cấp.vn. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tháo tất cả ốc bên ngoài của Philips V398. Điện thoại Philips V398 cũng giống như tất cả những dòng điện thoại Philips khác được thiết kế với phần cứng rất là đơn giản, chắc chắn với việc bố trí các con ốc bên ngoài dày đặc. Chúng ta phải tháo tương đối là nhiều ốc, 2, 4, 6, 8, tới 10 con ốc thì chúng ta mới có thể xong. Chúng ta tháo pin rời bên ngoài đó. Sau đó chúng ta mở tiếp. Philips S398 nằm trong phân khúc điện thoại tầm trung hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt, có rất nhiều những cái mẫu điện thoại đến từ LG, Samsung, HTC. Trong phân khúc giá 3 triệu thì khó có mẫu điện thoại nào có thể địch được với Philips S398. Cấu hình máy mạnh, màn hình 5 inch HD, pin lâu, nhất là thương hiệu Philips đã nổi tiếng từ lâu vì chất lượng phần cứng, độ bền của pin. Phần dưới chúng ta cậy thì rất đơn giản, phần trên thì hơi khó, không hiểu là Philips gia cố kiểu gì, rất chắc. Mình thì rất khó khăn mới mở được. Xem tiếp phần đầu. Đầu máy được làm là chắc. Có cái chân sạc này không? Không có. Ốc bắt rất là chắc. Giờ mới mở ra được. Chúng ta phải tháo phần đầu này trước, đúng không ạ? Chúng ta lại tiếp tục phải mở tiếp ốc bên trong. Vậy là mình đã mở xong bên trong. Tiếp tục chúng ta lại phải mở tiếp các cạnh. Dỡ được màn hình ra. Cảm biến phần camera trước. Vậy sau một hồi loay hoay vất vả, mình đã tháo được cái bảng main bên trong của Philips Philips S398 ra. Đó, duy nhất là chặt. Xin chào quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, video hướng dẫn tháo lắp máy Philips S398. Khi khách hàng có nhu cầu sửa chữa bảo hành điện thoại Philips S398, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để tư vấn, hướng dẫn thay mới, sửa chữa, khắc phục bảo hành điện thoại Philips V398. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn. Thông tin thêm, khách hàng vui lòng gọi điện đường dây nóng 04 66 750 999 hoặc truy cập website www.di động cao cấp.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn quý vị các bạn.